Chào mừng mọi người đã đến với kênh Anh Bậm Vlog. Chào mọi người nha. À mọi người ơi, hôm nay là anh Bậm sẽ bắt đầu là sẽ làm cái món một món ăn đó. Là biết mọi người biết món gì không? Rau bạch tuộc nè, với mình sẽ xào dưa leo nha mọi người. Đó. Thì để bắt đầu mình làm đầu tiên mình sẽ bắt đầu mình sắc rau ra nha mọi người. Nói chung bây giờ là cơm cũng đã chín ha. Thì nãy mình có làm thêm cái món là gà kho sớt nè, nhưng mà nãy mình luôn mình không có quay. Còn vấn đề này là cái món là rau bạch tuộc mình xào dưa leo thì cũng đã chín em. Nói chung xào được một tô nè ha. Đó, ở đây dưa leo, còn đây nước mắm, ở đây cơm. Ha mọi người ơi, nào cùng với hai chồng mình ăn cơm nha. Mình ở nhà ăn cơm nha. Nhà ăn cơm. Mình gấp miếng rau bạch tuộc vào ha. Ngon nha mọi người. Quá êm rồi. Cơm nó còn nóng. Cơm mình mới nấu. Còn đây là thịt gà kho cháy ớt nha mọi người. Nãy mình thấy làm rau bạch tuộc này thấy mình độ chắc mình không đủ ăn, thấy vậy mình xào thêm kho thêm cái thịt gà kho cháy ớt nè. Kho bằng chảo này đúng không? Nào vô miếng mực ha. Qua bạch tuộc nè. Dưa leo mà mình xào gì ngọt nước lắm nè. Dưa leo mình chấm gà xào ớt thì cũng ngon. Ngon bạn à. Quá ngon, quá êm luôn. Thank you.
Anh xa đại nè. Ừ. Bạch tuộc xa đại. Tuộc là bự. Ừ. À, mọi người ơi, nói chung là video mình cũng xin tạm dừng, mình khép lại tại đây ha.